nói phải đi đôi với thực hành và lý thuyết. Mà giờ người ta đang nói hung dữ mà đi nói hiền sao nó? Người ta đang chửi lộn mà kêu đừng rồi kêu nói nhỏ nhẹ sao kêu nói nhỏ nhẹ? Người ta đang nóng mà mày chọc gan ta lên mà kêu ta nói gì sao không nhỏ nhẹ? Cái đó con nói không thích hợp. Nhỏ nhẹ là gì? Ngồi vô bàn ghế uống nước trà nói chuyện tâm sự chuyện gì gọi là nhẹ nhàng và lịch sự. Còn chưa gì tới mà tối sao mày chửi vô mặt người ta mày kêu nói không lịch sự. Mày thì nói người ta chửi thúc bố người ta kêu người ta nói nhỏ nhẹ với mày. Mày chắc cứ gì ta nói lại nhỏ nhẹ mày. Mày trước khi mày muốn ta nói nhỏ nhẹ thì mày cũng mới đầu vô mày nói đàng hoàng đây. Rồi người ta sẽ tiếp mày đàng hoàng. Chưa gì vô đủ má đủ mẹ kêu người ta không đủ lại. Rồi cái người ta đủ lại cái chữ đủ. Đó là ai bốc lửa ai bốc khói. Đúng rồi, lửa không có lửa sao có khói. Hỏi đâu đàn bà hỏi đâu là muốn khóc bố không chữ rồi. Sao người ta nói năm hai khác không khai bà khèo không bao giờ chữ hả? Ở đâu có hỏi điên đâu chữ. Mày nói điên, nói khùng, nói câu nào ra là ta chữ đâu do cái miệng mình. Mày rồi mày ta xúi dục mày cũng nghe không mà hỏi theo ý người ta. Mày ngu không? Ăn gì chú ngục. Người ta hỏi, người ta thắc mắc chuyện của người ta cặn gì ta đến đây người ta hỏi. Mình đi hỏi giùm cho người ta rồi cái lát ai chữ mình. Mày khôn. Khôn liền rồi khi. Mày về giùm quê coi. Tao đâu có nói là tao mượn lời mấy người dùng quê nói vậy. Ta nói học. Người ta nói ăn học. Học ăn, học nói, học mở. Mà tao về giùm quê tao nghe mấy bà già phải chữ vậy. Tao chữ vậy nào tức mày về mày. Mày nghe đi. Cái chuyện gì mình hỏi nó văn chữ hớp mình hỏi sao có hớp thì thầy trả lời chữ hớp. Văn học mình hỏi theo văn học. Văn dốt ta hỏi theo dốt. Nói phải đi đôi với thực hành và lý thuyết. Mà giờ người ta đang nói hung dữ mà đi nói hiền sao nó? Người ta đang chửi lộn mà kêu đừng rồi kêu nói nhỏ nhẹ sao kêu nói nhỏ nhẹ. Người ta đang nóng mà mày chọc gan ta lên mà kêu ta nói sao không nhỏ nhẹ. Cái đó con nói không thích hợp. Nhỏ nhẹ là gì? Ngồi vô bàn ghế, uống nước trà, nói chuyện tâm sự, chuyện gì gọi là nhẹ nhàng và lịch sự. Còn chưa gì tới, mày tối sao mày chửi vô mặt người ta, mày kêu nói không lịch sự. Mày thì nói người ta chửi thúc bố người ta, kêu người ta nói nhỏ nhẹ với mày. Mày chắc cứ gì ta nói lại nhỏ nhẹ mày. Mày trước khi mày muốn ta nói nhỏ nhẹ thì mày cũng mới đầu vô mày nói đàng hoàng đây. Rồi người ta sẽ tiếp mày đàng hoàng. Chưa gì vô, cái chữ đủ. Đó là ai bốc lửa, ai bốc khói. Đúng rồi, lửa không có lửa sao có khói. Đổ khờ hay ông thầy nói chuyện, ta nói chuyện đang chữa lộn mà kêu nói là lịch sự. Sao lịch sự nói nghe nói sao mà cho lịch sự chữa lộn mà sao lịch sự. Mày làm như mấy nhà hay soạn văn sẵn trước khi chữ phải làm một dọc cho hay. Mày chữ sao cho hay, cho có văn, có thơ không? Vậy mình làm nhạc thơ rồi, làm văn rồi. Nào giờ chữ mà nói nhẹ, có tình trạng nó thơ, nó văn. Tao chưa gọi là nhạc thăng, nhà văn, nhạc thơ. Chưa bao giờ cuốn sách tao ra, tao để tao nhạc thơ, nhà văn chứ. Tao nói nhà thơ nào cũng có một hai bài thơ hay. Nhà văn nào cũng có một hai bài thơ hay, chứ không thơ hay hết. Mà nhà thơ, nhà văn là dành cho những gì? Giáo viên. Rồi những người ta có cái nó tóm gọn làm việc văn phòng có thời gian ngồi trầm lặng giống như ngồi thiền vậy đó, hít vào thở ra thật sâu rồi xong người ta đi ngồi trong phòng ta suy nghĩ nặng đầu nặng óc lấy những từ ngữ hay rồi làm nhiều cái bài thơ gọt bỏ chiêu chuốc từng cái lời văn lời thơ nó mới hay chứ đâu phải là muốn viết gì viết đâu. Viết phải có người ta đọc hay bài thơ có văn, có tự, có ngữ, nó hay, có văn. Hôm qua em đi chơi chữ, hôm nay em đi chữ chơi. Hôm nay em đi cỡ trâu. Đi ra chân trâu, con trâu nó quay lại,
nó lủi trâu. Trâu lủi đít trâu. À, anh à, ta nói à, còn nhà thơ ta nay nói khác, nhà thơ ta nay nhà thơ ta nay trâu ơi ta bảo trong này trâu ra vài ruộng trâu cài với ta, cái cài nông nghiệp nông gian ta đâu, ta đâu trâu đấy đâu mà quảng công. Nó ta nói làm thơ vậy. Còn đây mình nói à, con trâu đi đâu à, tôi đi sau trâu, trâu nó chạy tôi chạy theo. Là hơi vậy là hơi à, trâu chạy trước tôi chạy sau, còn tôi đi khả trâu mà trâu nó dí tôi nó cùng. Là sao à, à, cũng như người ta đi cấy, người ta đi cấy lấy công, còn tôi đi cấy trong nhiều bề, trong trời trong đất trong mây trong mưa trong gió trong ngày trong đêm. Còn giờ mình đi, còn người ta làm bài thơ lại tới đây à, người ta ra ruộng lấy mạ, còn anh ra ruộng anh cứ cả rã chả cô nào đó. Đó. Người ta đi ruộng nằm quầy đồng quầy ruộng, còn anh cứ ra làm chòi làm cái chỗ anh cứ lủi vào đó anh nằm đó. Nên là người ta nói nhà thơ, nhà văn làm sao mình nghe thấy có văn khơ lai láng. Còn mình gì à, à văn khơ dục xả láng à. Cái làm thơ, làm văn là một cái vấn đề là phải có cái kiến thức, phải có một trình độ à. Mà mình làm thơ, làm văn mà người ta à, khơ một nơi, văn một một nơi, nghe là khơ văn, văn ra luôn. Chỗ lụm chỗ miếng. Thảo nói à, không có làm khơ nào mà khơ sưu tầm, lụm của người này miếng, lụm người kia, ráp đời của mình hay lắm, cực kỳ hay luôn. Khơ sưu tầm á, toán lý quá là thầy giỏi nhất, nhưng mà nói tóm gọn cũng tùy theo học hà tài hay bản hà. Nhiều khi mình một ngày mà thầy thường mình học giỏi, mà khi nó cũng không học, không ăn khớp, làm bài không được đạt yêu cầu 10 điểm như người ta. Nhiều khi đứa học dở mà nó biết copy hoặc nó biết làm bài nó cũng giỏi hơn mình. Dạ. Yeah. Nó người giỏi toán lý quá thì dở những sử địa. À, nó tóm gọn mỗi người có giỏi một môn thôi. Đi học trong trong đó có nhiều người thì hát múa giỏi mà chữ nghĩa không giỏi. Nên cái học nó đâu kiến thức đâu có theo cái ý muốn mỗi người của mình đâu. Yeah. Nên là học là mỗi học kỳ, mỗi một cái cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì nhiều môn học khác nhau, đâu phải có một môn học. Học là kiến thức này là do mỗi người nó giỏi, cho trí não của mình phát triển. Có người toán giỏi là do cái kiến thức logic là toán học. Mình biết thuộc vũ trương, thuộc cái kiến thức mình áp dụng và mình tính toán nhanh, nhạy bén, nhanh lẹ. Còn cái người không thích toán tính nó tấm chậm á. Yeah. Thường thường nó không thích hợp với tính toán. Họ thích văn, họ viết văn hay, nhưng mà họ tính toán họ tính không giỏi. Môn lịch sử thầy có giỏi không? Môn lịch sử là không có nói dở mà do học có thuộc bài không. Lịch sử không có giỏi dở mà thuộc bài không. Dạ. Chứ giờ con hỏi học lịch sử là gì? Học về đất nước ta, thời chiến tranh, thời xưa, thời nay, thời vua, bao nhiêu thời vua à, rồi lịch sử hùng vương, lịch sử thời chiến tranh, bao nhiêu thời kỳ chiến tranh. Mình nắm được cái lịch sử của nước Việt Nam. Rồi đời bà Trưng, bà Trắc, bà Triệu. Rồi thời của vua Lý Thường Kiệt, vua Trần Nhân Tông, vua tất cả các vua chúa ngày xưa là gọi là lịch sử nước Việt Nam hoặc là lịch sử nước Trung Quốc. Mà đa số Việt Nam mình lịch sử có hai, Trung Quốc Việt Nam là một. Yeah. Đó. Nên giờ nói về vua Hùng Vương, nói về con rồng cháu tiên, nói về Âu Cơ, rồi nói về tất cả các phong tục tập quán đều là lấy từ Trung Quốc. Nên là muốn học lịch sử, phải học về nói tóm gọn lại là những vua chúa ngày xưa. Yeah. Đó. Chứ còn giờ lịch sử hiện nay không có, hồi xưa là thời chiến tranh là hồi chiến tranh đánh nước này đánh nước kia thì cái đó là hồi chiến tranh lộn lạc. Ta lập
ta học ta lịch sử là ta lấy lịch sử, ví dụ như năm 1900 mấy, 2000 mấy đánh ai, từ 1945 cho đến 1975 là đánh nước nào, rồi từ 1975 đến thời nay là nó kết thúc chiến tranh vào năm nào, mùa xuân chiến tranh kết thúc năm nào, rồi giặc nước nào để đem cái niềm vui hạnh phúc, và giặc nước nào đem gây ấn tượng cho người Việt và người Hoa. Thì người ta nói chiến tranh ngày xưa thì ta nói người Hoa ta nói là người là người tay người chân, anh em như khởi tay chân, là người Việt Nam với người Trung Hoa hắt chặt màu cùng tay cùng chân hắt chặt nhau, người như hai tay như anh em, nhưng mà chia rẽ do sự là hay đó. Việt Nam hay dùng vũ khí gì đến gian đâu, nói về tư tưởng, nói về cái sự khiêu khích nhau rồi giải tỏ vậy thôi, chứ đâu có đụng chạm về cái vấn đề. Còn hồi xưa chiến tranh thì học lịch sử phải giỏi về học khuất lòng, học khuôn. Giờ lịch sử từ nhỏ lớn là chưa bao giờ có lịch sử nào mà chỉ tệ trí nhớ gì cả, cho bền thầy cô giảng hết cái tiết mấy tiết, 2 tiết rưỡi, 2 tiết xong rồi cho mình một khúc ngắn vậy nè, học thuộc lòng ngày mai khảo bài, chứ đâu có tình trạng tiếng khớp đầu ra. Không cần suy nghĩ nhiều. Còn văn cũng vậy, ví dụ như giờ là đọc hết cái cốt truyện vua Trần Nhân Tông hay là mẹ Âu Cơ hay là vua Lý Thái Tổ hay là những vị vua chúa ngày xưa, xong rồi tóm tắt câu chuyện đó, đúng không? Mới đầu thì cho tóm tắt câu chuyện làm văn, xong rồi tóm tắt xong mình phải tóm gọn lại, xong rồi mình làm một bài văn nói sơ lược vào một trong cái cốt truyện đó. Về ý tưởng gì đó thì cho mình làm bài văn đó, mở bài, khăn bài và kết luận. Cái bài văn làm phải theo cái bài, cái tuần tự, theo cái một cái ý nghĩa, chứ không phải mình muốn có làm bài văn sao cũng được. Thầy nói học từ cấp 1 đến cấp hết cấp 1 là hết lớp 6, và từ cấp 2 là lớp 6 cho đến lớp 9, còn cấp 3 là từ lớp 10 đến lớp 12. Thì trong thời gian đó mình học thì năm nào cũng có văn, toán, lý, hóa, sử, địa, giáo dục công dân, anh văn, hóa, lý thì học. Thường khi tốt nghiệp đại học ra thì toán, lý, hóa, văn, sử, địa, anh văn, hóa, lý gì đó thì mình chọn trong 3 môn thi để đạt được cái ngành mình học. Mà giờ các cái trường đại học bị xét học bạ thôi. Giờ thầy thằng yêu cầu chỉ cần giờ học dốt học dở gì, giờ học bổ túc khó bỏ cái từ là tại bổ túc là bổ túc luôn rồi. Người ta để là thay thế cái từ là gì? Là không để chữ để cho là nó đi học cũng 3 ngày giống ta. Đi bổ túc chẳng qua là nhiều trường hợp là mình nghỉ học nửa chừng, hay là bỏ học 2-3 năm nhập lại ta không cho học tiếp, thì bọn mới học gọi là trường bổ túc và giáo dục thường xuyên. Thì mình học chậm nhưng mà khi vô bổ túc hay là giáo dục thường xuyên ta cho mình học luôn hè, nên là 2 năm có thể 3 lớp, còn học về chính quy á 1 năm chỉ có một lớp, nhưng mà nghỉ được nghỉ hè thì người ta bù là 2 cái năm mà mình không nghỉ hè học vô thành 3 lớp. Thì bỏ cái hệ mà kêu bằng hệ bổ túc với phụ cập và kêu bằng thường xuyên, lý do là người ta bỏ chữ thường xuyên dẫn, trường đại học vẫn đang văn phòng là người ta phải nhận hồ sơ thường xuyên, vẫn là thường xuyên, đâu có gì đâu. Còn ta bỏ là gì? Bỏ cái từ là hệ đào tạo bổ túc, ta bỏ cái bổ túc để là cứ giáo dục, để là tốt nghiệp trung học phổ thông rồi được rồi. Chứ còn giờ học bổ túc cũng học ban ngày, không nghỉ ngày nào, học phổ thông sao và bổ túc y chang. Chẳng qua là người ta học nghỉ nửa chừng, hoặc là học người ta cũng như đang học mà hồi xưa đi làm á, phải không? Không được đi học, giờ người ta nộp là học buổi tối hoặc học ban ngày buổi sáng. Có chia là 3 cử. Buổi sáng,
là một lớp học khác, buổi chiều học lớp khác, buổi tối lớp học khác, mà học cũng đúng giờ đúng giấc, thi cử giống như y chang 100% của bộ giáo dục đưa đề cũng vậy, thủ tập cũng vậy, học buổi tối cũng vậy luôn, học ban ngày chính quy cũng vậy luôn, một bộ giáo dục đề tại trang luôn, không có tình trạng bổ túc bổ cập bổ gì hết, nên là không còn phân biệt là bổ túc bổ cập bổ không, mà giờ các cái trường phổ cập bổ không không có học sinh học, vì giờ hồi xưa là dành cho lớn mà lớn học hết, nhưng thằng lớn già 60, 70, 65 về hưu rồi học chứ nữa.